tuyên án tù Bùi Tuấn Lâm về tội tuyên truyền chống nhà nước. Sáng ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự bị cáo Bùi Tuấn Lâm, tên gọi khác là Peter Lam Bùi, sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Bị cáo Bùi Tuấn Lâm bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng truy tố về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm A, B khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự. Theo cáo trạng, trong thời gian từ ngày 20 tháng 4 năm 2019 đến mùng 7 tháng 9 năm 2022, Bùi Tuấn Lâm đã có hành vi soạn thảo, đăng tải 19 bài viết lên tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân Peter Lam Bùi và 25 video. Bài viết lên tài khoản mạng xã hội YouTube do Lâm tạo ra, quản lý, sử dụng với nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên tòa sáng ngày 25 tháng 5, Bùi Tuấn Lâm đã thừa nhận các hành vi trên. Qua tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, căn cứ điểm A, B khoản 1 điều 117, điều 122, điều 38, điều 43, điểm S khoản 1 điều 51, điểm G khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Tuấn Lâm 5 năm 6 tháng tù về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phạt quản chế 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.